chỉ từ 5 củ rưỡi đến 6 củ mà đã sở hữu các thông số cực kỳ cao cấp như là bộ dò đĩa trục trống cao cấp, đôi mê nhôm bạc đạn cối tả cao cấp và bộ chuyển số cụm phanh là 5 món simulator cao cấp chuẩn xét với nhau nhé. Các bác lưu ý là chuẩn xét với nhau. Em rất là thích cái thông số này. Tại vì sao? Khi nó chuẩn xét ấy, thì nó sẽ tối ưu được hiệu suất của tất cả các linh kiện để cho nó chuyển số cực kỳ là mượt mà. Có rất là nhiều xe thì trên này lắp ngon, dưới kia lắp kém, hoặc trên này lắp kém, dưới kia lắp ngon thì nó không được gọi là đồng bộ lắm. Và em xe này thực sự rất là đồng bộ, rất là đáng mua trong tầm từ 5,5 đến 6 củ. Và sau đây mời các bác vào phần đánh giá chi tiết để xem nó có xứng đáng trong tầm giá nó bán ra không nhé. Về khung sườn càng phuộc, xe sở hữu khung hợp kim nhôm không mới hàn, dây diêm khung 100%, cực kỳ là gọn gàng luôn. Đề can thương hiệu là California, mã hiệu là S790 và nước sơn tĩnh điện thì cực kỳ mịn và đẹp. Trước này có thêm một logo của Cali nữa và có số khung đầy đủ. Về size số thì em nó có hai size, size 46 tức là đo từ tâm của trục giữa đến tâm của khóa yên là 46 cm, thì giống ngang của nó là đo từ tâm của khóa yên đến tâm của chén cổ là 54 cm. Chuẩn cho chiều cao từ 1m6 đến 1m7 và chiều cao đi được là từ 1m55 đến 1m75. Và size như trong video đây là size 48 thì giống ngang của nó sẽ là 55. Chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75 và chiều cao đi được là từ 1m6 đến 1m8. Về lỗ chờ thì nó có lỗ chờ hai hông để bắt tay ba ga. Dưới này thì sẽ kẹp vào đây vì không có lỗ chờ. Còn có lỗ chờ để bắt chắn bùn sau, tuy nhiên không có lỗ chờ để bắt phía dưới này, thành ra không lắp được chắn bùn dài mà chỉ lắp chắn bùn ngắn nha các bác. Còn về chân chống là một cái điểm cộng cực kỳ là lớn luôn. Chân chống phải nói là hãng rất là đầu tư, gọi là chân chống nhôm đa điểm. Tuy nhiên cái thiết kế V chỗ này này nó khá là cao, thành ra nó lắp nó đạt một cái loại cái tai này rất là dài luôn. Và chân chống này cực kỳ chắc nhá và cũng cực kỳ là bền luôn, gọi là chân chống đa điểm rất là chắc. Chỗ này là điều khiển được dài ngắn của chân chống này rất là dễ luôn. Và càng phuộc của nó thì nó là càng phuộc bằng nhôm không mới hàn luôn nhá, rất là đẹp luôn. Nhìn ngoại quan thì thực sự em xe này thiết kế rất là nuột và cái độ chính xác cơ khí của nó ở mức rất là tốt luôn. Tức là bọn em lắp xong ấy thì bọn em lắp cùng phanh trước phanh sau thì gần như không phải chỉnh quá nhiều đâu, chỉ có tinh chỉnh một tí ti thôi. Tức là độ hoàn thiện của ấy, các chi tiết cơ khí của nó là ok. Cái này là nó không có lỗ chờ để bắt chắn bùn trước, thành ra em này không lắp được chắn bùn trước nha các bác. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một đôi mê làm bằng nhôm chính hãng của Cali luôn và chạy hai bạc đạn trước, hai bạc đạn sau cho độ trớn phải nói cực kỳ là tốt. Và sử dụng cối là cối thả cao cấp sử dụng chuẩn của Shimano HG và nó là cối Bicon nhá. Tiếng kêu được cái nó khá là to. Nó không hẳn là cối nổ nhưng nó to hơn cái cối bình thường, chắc là do cái lò xo cá nó làm nảy tốt hơn. Trục là trục chốt mở nhanh, dễ dàng mở ra để sửa chữa bảo dưỡng. Nan sơn tĩnh điện màu đen, chân nan mạ chống rỉ. Vành là vành nhôm của California cao đến 4 phân cơ, rất là to. Và lốp có thông số là 728C của Kenda. Độ bền thì rơi vào tầm loanh quanh 20.000 cây thoải mái. Tuy nhiên thì em đo thực tế thì cái lốp này nó độ rộng đến tầm 31mm cơ, tức là nó chuẩn thì nó phải là 31C. Còn đây là thông số này thì nó không được quá chính xác. Được cái là lốp nó to hơn thì trong xe nó thực sự là trông nó khỏe hơn. Còn nếu nó lắp 28C thì đi nó lướt hơn nhưng mà trong cái xe nó không khỏe bằng. Van là cái van hạt gạo này. Van này thì nó làm cái vành nó cứng, cái lỗ vành này nó bé. Tuy nhiên ấy, thì nó không phổ biến lắm, thành ra các bác mua một cái chuyển đầu van hoặc dùng đầu bơm đa năng nhé. Và lốp này thì các bác bơm cho em là từ 3,5 đến 6 cân, thường bơm tầm 5 cân là thoải mái luôn, rất là ok. Đánh giá về bộ chuyển động này thì thực sự rất là ngon rồi. Đôi mê nhôm bạc đạn mà chính hãng của Cali thì độ trớn phải nói là cực kỳ tốt và độ bền cũng rất là ok luôn. Về bộ chuyển động, đầu tiên là đôi bê đan có trục cốt thép chạy Bicon, ưu điểm là bền, dễ sửa chữa bảo dưỡng và vỏ là vỏ phun nhôm cứng nhá, thành ra các bác bảo dưỡng tốt thì dùng tầm 15 đến 20.000 cây là thoải mái. Cái này em chỉ khuyên là nên nâng cấp khi mà nó kêu, nhưng mà các bác lười bảo dưỡng lại thì nâng cấp lên bạc đạn thôi, còn không thì cái này bảo dưỡng thì rất là bền luôn, còn bền hơn cả bạc đạn. Bộ đùi của SLM gọi là bộ dò đĩa trục rỗng này, có BB trục rỗng này. Trục này thì ưu điểm là độ trớn nó tốt hơn cốt vuông bạc đạn một tí ti và nó tối ưu được về khối lượng nhá. Khối lượng nó sẽ nhẹ hơn khoảng tầm 300 g so với cái bộ kia và nó dễ dàng bảo dưỡng hơn vì cái cơ cấu bạc đạn của nó sát ở ngoài này. Chỉ cần vặn cái đùi ra là lộ bạc đạn rồi, không cần phải tháo BB ra vẫn bảo dưỡng được. Và độ bền nó cũng sẽ tốt hơn một ít nhé, bởi vì cái khoảng cách giữa hai bạc đạn nó lớn hơn thì khả năng chịu lực của nó là nó sẽ tốt hơn. Và bộ đùi này thì nó có thông số là 283848 này, chuẩn của dòng City đi phố luôn. Địa hình thì thường lắp 243442 thôi, cái này lắp chuẩn này. Và nó cho phép độ đĩa nhá. Tuy nhiên thông số này thì em nghĩ là không cần thiết phải độ nữa rồi. Gạt của nó là gạt của T500.
rất là ngon, chuẩn set với cả Antut 38. Chuyển số thì rất là mượt mà, xích của nó là xích cơ bản thôi. Bảo dưỡng tốt thì dùng tầm 6 đến 7 nghìn cây. Củ sau của Shimano Antut mã M310 này, chuẩn của dòng 8 tầng. Và líp là líp thả cao cấp Shimano HG208 tầng. Líp này thì có thông số là 12-32T, thành ra là 38 là 24 cấp độ rồi, đi thoải mái rồi. Và đôi tay đề cũng chuẩn của nó luôn là Shimano M315 3x8. Cái này cũng bắt đầu gọi là Antut nhưng nó gọi là Antut 38. Còn một đời cao cấp hơn một tí ti nữa gọi là Antut 39 thì chẳng qua nó tối ưu về cái số lượng, gọi là số lượng lẫy thôi, số lượng lít thôi, chứ còn về cái chất lượng thì em đánh giá cũng không hơn cái này nhá. Cái này lên là rất là khác biệt so với thằng F500 với thằng F41 rồi. Chuyển số mượt mà hơn và cơ cấu của nó là nó tách rời cùng phanh ra. Thành ra nếu mà lỗi sửa chữa thì nó cũng sẽ dễ hơn, dễ dàng thay thế hơn. Nhưng mà thực ra cái này nó cũng rất là bền, gọi là cực kỳ là ít hỏng luôn. Về phanh, xe sử dụng hệ thống phanh đĩa dầu và cùng phanh sử dụng là của Shimano, mã là MT200 của Nhật. Tên này nó ghi logo của Shimano, mã hiệu của nó ghi ở đây và phía dưới lên nó dập nơi sản xuất nhá. Và cái này sản xuất tại Malaysia, có hiệu suất gần như không giảm theo thời gian và nó bóp cực kỳ là nhẹ luôn. Đây gọi là phanh dầu bóp ba ngón này, cực kỳ bền, xác suất lỗi gần như bằng không. Nhất là cái củ dầu phía dưới này không bao giờ thấy bị rò dầu luôn, chất lượng cực kỳ khác biệt. Thằng này với thằng Tecto là hai thằng gọi là song song với nhau trong cái tầm giá dưới 20 triệu thì hai thằng cực kỳ là ngon. Cái đĩa phanh của nó là phi 160 tiêu chuẩn này, và đặc biệt đĩa này đĩa của Tecto nhá. Đây này, in chữ Tecto lên đây. Cái này thì nó sẽ ngon hơn những cái đĩa thường một tí tí. Hiệu suất phanh thì cực kỳ là tốt, cho nên các bác bóp phanh thì lưu ý nhá, bóp tầm 45% lực phanh trước và 55% lực phanh sau để đảm bảo an toàn. Về hệ thống lái, xe được trang bị một ghi đông làm bằng nhôm chính hãng của Kali và có độ rộng là 63 cm. Thiết kế nó hơi bo cong nhẹ và em đang lắp của nó đây là lắp vảnh lên một tí ti rồi thì cảm giác là nó sẽ thoải mái hơn. Các bác mà thích thì có thể điều chỉnh bốn con ốc này, sau đấy xoay nó lùi ra phía sau một tí nữa thì nó sẽ ngắn đi được khoảng tầm một phân gì đấy. Cái tay nắm của nó thì rất là ưng luôn, rất là êm này, cầm rất là êm thoải mái, có hai đai nhôm chống xoay hai bên. Cái này thì khẳng định rất là bền, tuy nhiên nó không có gờ chống mỏi thì là một điểm trừ nho nhỏ. Có một cái chuông hãng trang bị cho mình luôn đây. Đấy, rất là to luôn. Một cái phản quang phía trước đi đêm sẽ an toàn hơn. Cái pô tăng của California là bằng nhôm, chén cổ là bằng nhôm luôn. Về cọc yên ngồi, nó sử dụng một cái cọc yên nhôm loại 2 vít nhá. 2 vít thì nó ngon hơn 1 vít một tí, tức là dễ chỉnh góc hơn này. Đây một vít này, một vít này. Thường là dùng lục 5 mm. Và cái yên của đó là yên của Cali luôn. Chất da tốt, có rãnh giữa, tức là cái chất yên này và cái form yên này em đánh giá là cực kỳ là đẹp. Rất là đẹp. Nhìn rất là khỏe xe luôn, đúng chuẩn của những xe tầm trung cấp đổ lên. Một cái khóa cọc yên rất là dày dặn, dễ dàng mở ra mở vào, rất là nhẹ luôn. Các bác có thể chủ động nâng hạ yên luôn mà không phải là độ như những cái xe khác. Tất nhiên thì nếu mà nó không có cái khóa mở nhanh này, nó làm dấu ốc, nó làm cái ốc ấy thì nó giấu cái này đi thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên cái này thì chắc chắn rồi, nó sẽ tiện dụng hơn nhá. Cuối cùng là về khối lượng, em nó nặng là 12,7 cân, đúng tiêu chuẩn của dòng full nhôm mà sử dụng phanh đĩa dầu. Về chính sách bảo hành, bên em bảo hành khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm, trừ xăm lốp và bê đan và có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Và quà tặng đi kèm thì có gọng bình nước khóa 4 số và ngoài ra thì có tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng. Về màu sắc thì nó có 4 màu, cuối video em sẽ để danh sách các màu. Còn các bác có cái đóng góp ý kiến hay có nhận xét gì về chất lượng sản phẩm thì để lại phần bình luận giúp em nhé. Cảm ơn các bác xem hết video và chào các bác.